Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước là gì? Những khái niệm liên quan sẽ có trong tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Trong chuyên mục Câu chuyện chuyển đổi số là ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nước sạch Ngọc Tuấn, đơn vị đi đầu về chuyển đổi số ngành nước tại Hưng Yên. Còn bây giờ sẽ là thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Theo quyết định số 1005 ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo số tỉnh sẽ tập trung điều phối, đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt các chỉ tiêu quan trọng trong các chương trình, chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng kho dữ liệu của từng ngành và tạo lập kết nối các dữ liệu chuyên ngành trên toàn tỉnh để phục vụ công tác chuyển đổi số. Kế hoạch cũng đặt ra những chỉ tiêu cụ thể về chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, an toàn an ninh mạng. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh trực tiếp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trong tháng 4 năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên đạt 81,7% trên tổng số hồ sơ toàn tỉnh. Tuy nhiên, một số sở ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp như Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải. Nguyên nhân là do đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực này chủ yếu là công dân có trình độ công nghệ thấp hoặc là người lớn tuổi, cũng như một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng có tính chất đặc thù chưa thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn. Theo thống kê của tổ đề án số 06 tỉnh Hưng Yên, trong tháng 4, đối với cấp sở, ban, ngành, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tháng của một số sở, ban, ngành đạt tỷ lệ 100% như Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Tư pháp. Một số sở ngành có tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tháng thấp như Sở Xây dựng 32%, Sở Giao thông Vận tải 9%. Đối với cấp huyện, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính chỉ đạt từ 30 đến 40%, thấp nhất là huyện Văn Giang với 21,3%, cao nhất là huyện Yên Mỹ với 45,3%. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, không gian mạng hiện không an toàn. Theo thống kê, mỗi giây có khoảng gần 1.000 cuộc tấn công mạng và 5 mã độc mới được tạo ra cùng với 40 điểm yếu, lỗ hổng mới mỗi ngày. Mỗi người trung bình hứng chịu 3,5 cuộc tấn công mạng một năm. Vì thế, bảo vệ người dân an toàn trên không gian mạng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng của lĩnh vực an toàn thông tin mạng. Thống kê của Cục An toàn Thông tin cho thấy, năm 2022, cơ quan này đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 12.000 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Hiện Việt Nam được đánh giá là một trong 10 thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây phát triển nhanh nhất trên thế giới. Đặc biệt sau khi ngành điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu được xác định chính là trụ cột của quá trình chuyển đổi số. Trong chiến lược xây dựng hạ tầng số quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 100% cơ quan chính phủ sử dụng điện toán đám mây, 70% doanh nghiệp Việt sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do các đơn vị trong nước cung cấp. Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, đến ngày 15 tháng 4, các doanh nghiệp viễn thông di động đã hoàn thành việc xử lý tập thuê bao bị khóa một chiều. Cụ thể, đã có hơn 500.000 thuê bao đi chuẩn hóa lại và 1,15 triệu thuê bao bị tạm dừng dịch vụ 2 chiều theo quy định. Đến ngày 15 tháng 5, các thuê bao không chuẩn hóa thông tin sau khi bị tạm dừng 2 chiều sẽ bị thu hồi. Với mục tiêu hướng đến trở thành hệ sinh thái tài chính số toàn dân, phục vụ mọi đối tượng thu nhập vùng miền bằng mạng lưới, hạ tầng phủ rộng khắp 63 tỉnh thành, Viettel Money đã triển khai mô hình chợ 4.0 trên toàn quốc. Trong năm 2022, gần 500 chợ 4.0 cùng hơn 30.000 tiểu thương đã áp dụng mô hình thanh toán không cần tiền mặt bằng mã QR hoặc cú pháp sao 998 thăng. Đặc biệt, đầu năm 2023, Viettel Money tiếp tục triển khai dự án xã chuyển đổi thanh toán số xã 4.0. Thưa quý vị và các bạn,
ra đời từ năm 2016, có tuổi đời trẻ nhất trong các doanh nghiệp cung cấp nước sạch tại Hưng Yên, song xác định chuyển đổi số là khâu then chốt, có ý nghĩa lâu dài và cần sự đầu tư bài bản, toàn diện. Nên đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn, Nagaoka luôn tự tin là đơn vị đi đầu về chuyển đổi số của ngành nước tại Hưng Yên. Gia đình ông Đãi đã dùng nước sạch của công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn được 6 năm nay. Việc thanh toán hóa đơn tiền nước của gia đình chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. Từ lúc mà công ty sử dụng cái app tải về cho điện thoại của gia đình thì dùng rất tiện ích cho gia đình, ngồi ở nhà cũng biết là hết bao nhiêu tiền nước, bao nhiêu số nước, ngày nào mất, như trục trặc như thế nào là báo về cho gia đình biết hết. Còn đối với ông Hình, một cộng tác viên chuyên đi chốt số và thu tiền nước thì công việc hiện nay cũng rất đơn giản, tiết kiệm thời gian và độ chính xác cao. Nhờ áp dụng công nghệ mà lượng cộng tác viên của công ty đã giảm một nửa so với trước đây. Từ khi có cái phần mềm bây giờ là chốt số này nó thuận tiện hơn, chụp ảnh gửi phần mềm nào về trung tâm luôn. Mà nó chính xác cao hơn, thế là người dân người ta tin tưởng hơn. Đối với khách hàng, công ty đã xây dựng app Nước Ngọc Tuấn dành riêng cho các khách hàng của công ty. Toàn bộ thông tin về lịch sử sử dụng, truy vấn hóa đơn, thanh toán trực tuyến, đăng ký lắp đặt, thông báo, lịch cắt nước, sửa chữa đường ống, ghi chỉ số, v.v. đều dễ dàng thực hiện trên điện thoại. Công ty liên kết với một số ngân hàng, ví điện tử triển khai việc thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Đối với nhân viên, công ty đang triển khai app nhân viên, thực hiện giao việc và quản lý công việc bằng app qua điện thoại. Toàn bộ quy trình xử lý trong dây chuyền sản xuất được hệ thống xử lý qua phần mềm quản lý SCADA. Nước từ trạm bơm đưa về nhà máy xử lý được kết nối bằng không gian kỹ thuật số. Mẫu nước được phân tích bằng các cảm biến trực tuyến trong suốt toàn bộ quy trình xử lý và cho kết quả chính xác. Công ty còn cho lắp đặt hệ thống cảm biến, hệ thống camera giám sát tại các địa bàn trọng yếu để kịp thời xử lý khi có sự cố. Định hướng của chúng tôi là sẽ chuyển đổi số toàn bộ về phần cứng. Hiện tại công ty chúng tôi cũng đang có 3 cái server chạy, nghĩa là đồng bộ và được lưu trữ ở trên Viettel Center. Bên công ty tôi đầu tư thì cũng rơi vào cỡ khoảng tầm trên dưới khoảng 1 tỷ. Ngoài cái đấy ra thì nó có cái nhân viên để mà quản trị nó. Thứ hai nữa là về cái chi phí liên quan đến phần mềm. Thì vì cái ứng dụng phần mềm thì mỗi một cái chương trình thì mình lại phải viết riêng cho một cái phù hợp với từng doanh nghiệp. Thì chính vì vậy cho nên cái chi phí về phần mềm nó cũng khá là cao. Thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã sử dụng gần như 100% số hóa. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn hiện đang cung cấp nước sạch cho khoảng gần 25.000 hộ gia đình, hơn 200 doanh nghiệp, hơn 100 cơ quan hành chính sự nghiệp với tổng công suất đạt khoảng 16.000 mét khối trên một ngày đêm. Thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản và có đầu tư đã giúp công ty quản lý, vận hành đơn giản hơn, tiết kiệm được nhiều chi phí và mang lại lợi ích lâu dài, thuận lợi cho khách hàng. Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì? Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương. Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước tập trung vào phát triển hạ tầng số, phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt, tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ trong nền kinh tế, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cả trên thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí. Chính phủ điện tử là gì? Chính phủ điện tử là chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Hay nói một cách khác, đây là quá trình tin học hóa các hoạt động của chính phủ. Chính phủ số là gì? Chính phủ số là chính phủ đưa toàn bộ hoạt động của mình lên môi trường số, không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động mà còn đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu, cho phép doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ. Hay nói một cách khác, đây là quá trình chuyển đổi số của chính phủ. Điểm khác nhau giữa chính phủ điện tử và chính phủ số là gì? Chính phủ điện tử là chính phủ tin học hóa quy trình đã có, cung cấp trực tuyến các dịch vụ hành chính công đã có. Chính phủ số là chính phủ chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi quy trình làm việc, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ, nhanh chóng cung cấp dịch vụ mới.
Một trong những thước đo chính của chính phủ điện tử là số lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến. Còn một trong những thước đo chính của chính phủ số là số lượng dịch vụ hành chính công giảm đi, số lượng dịch vụ công mới mang tính sáng tạo phục vụ xã hội tăng lên nhờ có công nghệ số và dữ liệu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Viettel Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.